ơn quý vị thật nhiều. Và bài hát đầu tiên Mỹ Huyền xin gửi đến một ca khúc của nhạc sĩ Quỳnh Vi, bài hát được mang tên Khuya Nay Anh Đi Rồi.
chẳng thấy, quán bên đường vắng tay, chỉ còn em với quý vị. Nên ca sĩ này lúc nào cũng xuất hiện chung với Mỹ Huyền để hát song ca. Quý vị biết ai không ạ? Oh yeah, không thể nào giấu được rồi. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho Philip Huy. Thưa quý vị, xin kính chào quý vị. Hello, hello. How are you? How are you? Me fine. Are you fine? I'm fine too. Yeah. Không, chị không nhẹ nhàng được. Are you okay, you? You okay? I'm okay too. I'm okay. Xin kính chào quý vị và chúc quý vị nhiều sức khỏe và thật là vui hôm nay. Are you ready? Mình quậy đi ha. Quậy trước hả? Quậy đi nha. Ok, quậy trước nha. Một ngàn lẻ một bài, kính thưa quý vị. Hơn anh, giận em. Cái đùi của cưng coi chừng cháy đó. Quý vị ready chưa? Hơn anh giận em, giận em hơn anh. Hơn anh giận em giận anh rồi. Đám cưới xong rồi anh bỏ em đi, em buồn muốn chết. Em giận anh hoài, không thèm anh nữa. Nhưng mà vẫn muốn có anh ở chỗ này. Vì cớ làm sao sầu hoài không thèm nói, vì cớ làm sao anh về mà anh chẳng vui. Anh đã dặn dò với chưa cưới, mai mốt vợ chồng nên duyên mới. Chớ đến bao giờ cái của anh về chỉ là một chê cười. Anh đi lâu lâu không về, cô đơn trong căn nhà bé. Tôi chắc mất tới không màng mà cứ mãi nghĩ. Thương anh má loang một phần, nhớ anh thương nửa chẳng cần. Đời em còn đi như hoa đào chờ nơi vô. Linh đâu có được ở nhà, ở đây chẳng thể đổi qua.
Dạ vâng. Bài song ca thể nha quý vị. Dạ. Thì hồi nãy là nó vui rồi ha, dễ thương quá. Thì cũng vui nha. Cái lời mà quý vị để ý nghe, cái lời rất là tình, rất là dễ thương, rất là lãng mạn. Trời ơi, biết nói từ chữ lãng mạn. Gắn bó nha quý vị. Nhưng mà cái điệu thì nó buồn. Vâng thưa quý vị, ca khúc của cô nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Một đời yêu em.
như chim trời anh đi xa vắng. Em có phải sao sáng yêu đương xuyên lá rừng khép nếp vai anh. Anh sẽ yêu em suốt cuộc đời. Anh hứa yêu em suốt cả. I can give you so much more than just the one I love.
lặng xuống
Thank you.
Xin mời thầy đến đầu quý vị. Gần gần bên nhau. Vâng, cảm ơn quý vị. Chính xác, tình yêu sẽ mang ta đến gần với nhau, quên đi những hận thù, quên đi những buồn vui trong cuộc sống, và hãy chia sẻ cái tình yêu thương của mình quý vị ha. Và một nhạc phẩm tiếp theo Khánh Hoàng xin gửi tới quý vị, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Với buổi chiều nắng nhẹ như vậy mà chúng ta hãy nhớ về cái buổi hẹn hò với người yêu, mà chờ hoài người yêu không tới đấy quý vị đó. Cho nên và nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã viết ra một ca khúc được mang tên Chuyện Hẹn Hò. Xin quý vị hãy cùng thưởng thức sau đây. Quý vị có thể ra sàn nhảy vũ điệu rumba nha quý vị. Mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe lạnh. Chiều mù sương hay mù khói thương anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều rồi lại không thấy. Chắc tại chiều hôm nay không còn
trinh nữ các quý vị nhiều. Còn bây giờ xin quý vị cùng chào đón anh Quy Nguyễn của Teletron. Cảm ơn Khánh Hoàng. Thưa quý vị, MC Khánh Hoàng và cũng là người diễn dịch phim, mời Khánh Hoàng một cái vai mà vai này lớn, người lớn tuổi mà chẳng giặc lắm quý vị nha. Bây giờ á, nếu mà nói trước mặt quý vị á, quý vị dễ tưởng tượng, không dễ tưởng tượng đúng không? Bây giờ Khánh Hoàng quay mặt vô trong, Khánh Hoàng nói, quý vị tưởng tượng là ai nha? Nghe hay vỗ tay nha quý vị nha. Ngày hôm nay à, bao chúng tôi rất là vui được tham dự chương trình kỷ niệm 16 năm của công ty điện tử Teletron. Dạ thưa quý vị, đó giọng của Bao Công trong phim TVB mà quý vị đã mê ước trong bao nhiêu năm mà chúng ta đã nghe giọng Bao Công. Thì bây giờ chính là Khánh Hoàng từ quý vị. Dạ hồi đó em lòng tiếng Bao Công, bây giờ em lo cho Bao Tử của mình. Và bên cạnh đó em còn lo rất nhiều chuyện Bao Đồng này quý vị. Bởi quý vị biết những phim Bao Công nó xử án biết bởi. Và ngoài ra Bao Công ấy, còn có lọc cái vai gọi là không có đàng hoàng nha. Không đàng hoàng, nhất là gặp mấy cô gái mà đẹp đẹp ngày hôm nay nào đó. À, gặp cái ông già dê đó nào. Hey, cô nương ơi, ngày hôm nay cô đi đâu vậy ha? Cô nhìn ra đẹp quá trời luôn ha. Lại đây cho qua nói chuyện chút xíu được không ha? Từ quý vị, một lời cho Khánh Hoàng, từ quý vị. Dạ, mong rằng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi trực tiếp hoặc là đang coi livestream, hãy vô Teletron ủng hộ cho các sản phẩm của Teletron trong ngày đặc biệt này quý vị nha. Cảm ơn Khánh Hoàng và thưa quý vị, đây là cái break cuối cùng. Thưa quý vị muốn mua sắm những cái sản phẩm để có được những cái chương trình đặc biệt. Đó. Dạ, YouTuber Thúy Nga nãy này lỡ cái phần hồi nãy. Rồi. Bây giờ yêu cầu Khánh Hoàng nói lại. Dạ. Ok, Khánh dạ. Hoàng, Khánh Hoàng đóng một đoạn chút xíu về Bao Công xử án chút xíu đi. Một khúc thôi. Dạ dạ. Thôi giờ Bao Công xử án cái này, vụ này lạ nha quý vị. Dạ quý vị, quý vị coi TVB bao nhiêu năm quý vị sẽ coi lại nha. Bây giờ chúng ta sẽ coi lại trực live bây giờ. Quỳ võ. Mỗi lần thắng được cái lần. Quỳ võ. Quỳ võ là võ quỷ đó quý vị. À, Quy Nguyễn á, à, Quy Nguyễn. Vô gọi bốn nghe. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triều Hốt. Dạ giúp cho dạ quý vị. Quý vị dưới dạ lớn lớn với xung như vậy. Giờ mình đóng chung quý vị nha. Dạ. Dương Triều Mã Hán, Trương Long Triều Hốt. Hãy mau giải phạm nhân lên đây. Dạ lên nha. Phạm nhân Quỳ Dĩ kia, ta có cái đối dạo gần đây, người ta lem nhem tặng tiểu với Dương Thị ở đầu làng, có phải hay không? Đó, bây giờ vậy, là phạm nhân đó nè. Dạ, bẩm Bao Công. Dạ, em không có làm gì đâu, cái đòi Bao Công ơi. Người còn chối cãi nữa hay sao? Dương Thị bây giờ đã mang cốt nhục của nhà ngươi. Cốt nhục là mang thai đó quý vị. Cốt nhục của nhà ngươi, ngươi còn chối cãi hay sao? Dạ, Bao Công ơi, dạ, quan gia của Bao Công ơi, em đâu làm ăn gì được đâu Bao Công. Ngươi còn dám chối với ta, ngươi có điều gì chứng minh hay không? Dạ, xin thưa với Bao Công, dạ em là thái gia ở trong triều mà Bao Công, em đâu làm ăn gì được đâu Bao Công. Quý vị, Khánh Hoàng. Dạ, xử lộn nha, đem thái giám xử cái vụ hiếp dâm bà Dương Thị. Dạ. Quá ra thái giám. Không, giọng nữ không có, giờ nào cũng nữ khác. Vâng, đó là những gì cái vui đến cho tất cả quý vị. Khánh Hoàng, thưa quý vị và cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay sẽ trở lại chương trình chúng ta. Chúng ta sẽ có còn Bảo Vy đang chờ đợi phía trong. Chúng ta sẽ coi màn trình diễn đặc biệt của Trúc Lam và Trúc Linh. Rất là sôi động, cũng sẽ có mặt để phụ cho quý vị. Và nhiều những cái chương trình khác càng hấp dẫn hơn càng vào cuối, thưa quý vị. Mà ngay từ bây giờ, quý vị có thể mua sắm trong cái đợt cuối cùng, thưa quý vị, trước khi cái giá được thay đổi. Và nhắc là một nữa, nhắc lại những